Xin mời thân nhân ta tiến gần đây. Nương danh Cha và Con và Thánh Thần, cầu xin Chúa Thánh Thần ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao dồi cho đáng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đói nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấp u con ngày đêm, nhuần thầm xác hồn tràn lan ơn thiêng. Lạy Chúa Con, Chúa là đấng trọn lành vô cùng, Chúa đã dựng chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chưa cái và nhờ ơn Chúa, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. Nghi thức làm phép khanh tang và phát tang cho tang quyến. Anh chị em thân mến, chúng ta đang thương tiếc người thân của chúng ta vừa được Chúa gọi về. Vì thế chúng ta muốn chít lên đầu chiếc khanh tang này để tỏ lòng thương mến, nhớ tiếc và biết ơn. Tuy nhiên, như tiên tri Isaiah đã báo trước cho chúng ta biết rằng ngày kia Chúa sẽ kết chiếc khăn bao trùm trên muôn dân, bức màn phủ trên mọi nước, sẽ tiêu diệt sự chết đến muôn đời, và cho người thân của chúng ta đây được hân hoan vui mừng trong ơn cứu độ của Ngài. Vậy chúng ta hãy xin Chúa chúc lành cho những khăn tang này để nhắc nhở chúng ta cầu nguyện cho người thân của chúng ta chóng đạt tới ngày hạnh phúc ấy. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha nhân ái, Chúa luôn sẵn sàng ủi an nâng đỡ những ai đang sầu thương khóc lóc. Xin Chúa chúc lành cho những khanh tang này. Để biên chung từ dấu chỉ của sự biệt ly tang tóc, thành niềm hy vọng được cứu độ và giải thoát dành cho những ai tôn thờ Chúa. Xin Chúa ban nên nâng đỡ ủi an những ai đang thương khóc người thân của họ vừa qua đời, để họ biết can đảm và tin tưởng phó dâng người thân của họ cho sự quan phòng đầy tình thương của Chúa. Xin cho họ biết thuận theo ý Chúa và sống trong bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin gia đình khanh tang. Đeo lên đi. Một con à? Dạ vâng. Xin Chúa ý a chung lành cho đời cha mẹ của con. Công ơn là như núi non dưỡng nuôi con bao ngày vuông tròn. Con sinh đến trong đời an vui nhờ có ơn trời và ơn cha mẹ. Suốt đời có nhẹ khổ đau, xin cho cha mẹ con sớm mai tình son của Chúa Trời, cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan. An vui cũng như đau buồn luôn thèm tâm lòng mẹ cha ai quá. Cho bằng mái nhà nói con lớn lên rồi
ra đi tung cánh trong đời. Dù xa vô bờ, vẫn nhờ đến từng mẹ cha. Xin cho cha mẹ con thắm mãi tình son của Chúa Trời, cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tăng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Kính mừng Maria đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Chúng con cay vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Tô-ma được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy màn Đức Chúa Trời sáng lang vui vẻ vô cùng. Amen. Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Tô-ma. Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Tô-ma. Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Tô-ma. Lạy Chúa xin cho linh hồn Tô-ma được nghỉ yên muôn đời. Nương danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Và giờ đây xin mời tăng quyến cùng hiệp dân thánh lễ này để cầu nguyện cho ông Tô-ma là thân phụ của chị Nam như là người thân trong tăng quyến. Xin cùng quý dì, quý ban thường vụ, quý hội đồng mục vụ giáo xứ như tất cả quý ông bạn chị em có lời chia buồn với chị Nam là trưởng giáo khu 3 trong giáo xứ, như cùng với tăng quyến để cầu nguyện cho linh hồn Tô-ma.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa anh chị em, hôm nay chúng ta cùng với giáo hội cử hành phụng vụ Chúa Nhật thứ năm mùa Phục Sinh năm B. Hôm nay Chúa cho chúng ta biết Chúa là cây nho và tất cả chúng ta là những cành nho. Cành nho được gắn liền với thân nho, cành nho được cắt tỉa và cành nho được sinh nhiều hoa trái. Chúng ta cần luôn gắn kết với Chúa bằng đời sống cầu nguyện, bằng niềm tin, bằng tình yêu. Và đời sống của chúng ta được sinh nhiều hoa trái, đó cũng chính là tình yêu, đó chính là sự bình an, đó chính là sự khiêm nhường, hy sinh và phục vụ, bắt đầu từ trong gia đình và lan tỏa ra đến cho những anh chị em xung quanh. Hôm nay chúng ta cùng gia đình ở đây đang thương nhớ ông Thomas được Chúa gọi về, là người bố, người ông, là người anh em ở trong gia đình, trong tang quyến. Và chúng ta đang sống trong mùa Phục Sinh, mùa mời gọi mỗi người chúng ta tin tưởng vào sự sống, vào tình yêu và ơn cứu độ của Chúa. Chúng ta xin Chúa thương tha thứ tất cả những lỗi lầm, những thiếu sót của ông Thomas và cho ông được hưởng cái sự sống, được hưởng ơn cứu độ của Chúa, cũng như cho chúng ta trong hôm nay cuộc sống ta cũng luôn biết chuẩn bị cho sự sống mai sau, chuẩn bị cho ơn cứu độ của chúng ta bằng việc chúng ta luôn sống, luôn bước theo Chúa là con đường, là sự thật và là sự sống của chúng ta. Và trong thánh lễ chiều hôm nay chúng ta cũng hiệp ý xin ơn bình an, ơn như ý và chữa lành, cầu nguyện thêm cho các linh hồn Francisco, Maria, Damien, Giuse, dỗ linh hồn Giuse, tổ tiên ông bà và các linh hồn và những ý nguyện chúng ta dâng cho Chúa trong thánh lễ này. Giờ đây anh chị em hãy nhìn nhận tội lỗi của chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta,
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, dưới thế cho người thiền tâm. Chúng con chung tụng Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Vì vinh quang cao cả Chúa, Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Còn một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiến Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhầm lời chúng con cầu khẩn. Nguyện ước Đức Chúa Cha xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, nhờ Đức Kitô Con một Chúa, Chúa đã thương cứu chuộc chúng con và nhân làm nghĩa tử. Xin lấy tình cha mà âu yếm đoái nhìn. Này chúng con là những kẻ tin kinh Đức Kitô, xin cho chúng con được trở nên những người tự do đích thực và đáng hưởng gia nghiệp muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến tri cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách công vụ tông đồ. Hồi ấy, khi tới Jerusalem, ông Sao-lô tìm cách nhập đoàn với các môn đệ, nhưng mọi người vẫn còn sợ ông, vì họ không tin ông là một môn đệ. Ông Ba-na-ba liền đứng ra bảo lãnh, đưa ông Sao-lô đến gặp các tông đồ và tường thuật cho các ông nghe chuyện ông ấy được thấy Chúa hiện ra trên đường và phán dạy làm sao, cũng như việc ông ấy đã mạnh dạn rao giảng nhân danh Đức Giêsu tại Đa-mát thế nào. Từ đó, ông Sao-lô cùng với các tông đồ đi lại hoạt động tại Jerusalem. Ông mạnh dạn rao giảng nhân danh Chúa. Ông thường đàm đạo và tranh luận với những người Do Thái
theo văn hóa Hy Lạp. Nhưng họ tìm cách giết ông. Các anh em biết thế, liền dẫn ông xuống Cesare và tiễn ông lên đường về Tác-xô. Hồi ấy, trong khắp miền Giu-đê, Galilê và Samari, hội thánh được bình an, được xây dựng vững chắc và sống trong niềm kính sợ Chúa. Và ngày một thêm đông, nhờ Thánh Thần nâng đỡ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, chính vì Chúa mà lòng con hân hoan dâng lời, mà lòng con cất câu ca ngợi giữa lòng đại hội toàn dân. Bởi Chúa, lời tôi ca ngợi vang lên. Bởi Chúa, nay tôi khấn dâng trọn niềm trước mọi người kinh sợ Ngài. Người nghèo khó, Chúa cho luôn được đầy no. Người tìm Chúa sẽ ca khen Ngài muôn đời. Ngàn dân rồi sẽ trở về cùng Chúa. Ngàn nơi, người trên khắp cõi địa cầu sẽ phục lạy trước nhan Ngài. Người dưới đất sẽ luôn tôn thờ một Chúa. Kẻ nằm xuống sẽ sập mình thờ kính Ngài. Ngày sau, con cháu sẽ phục vụ Chúa, truyền rao về Chúa khắp muôn thế hệ, biết được lòng tin chung Ngài. Kể cho nghe biết bao nhiêu kỳ công Chúa, và cho thấy Chúa luôn diệu kỳ biết bao. Lạy Chúa, xin vì Chúa mà lòng con luôn luôn dâng lời, mà lòng con cầu ca ngợi giữa lòng Ngài hội toàn dân. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm. Căn cứ vào điều đó, chúng ta sẽ biết rằng chúng ta đứng về phía sự thật, và chúng ta sẽ được an lòng trước mặt Thiên Chúa. Vì nếu lòng chúng ta có cáo tội chúng ta,
Thiên Chúa còn cao cả hơn lòng chúng ta, và người biết hết mọi sự. Anh em thân mến, nếu lòng chúng ta không cáo tội chúng ta được mạnh dạn đến cùng Thiên Chúa. Và bất cứ điều gì chúng ta xin, chúng ta được người ban cho, bởi vì chúng ta tuân giữ các điều răn của người và làm những gì đẹp ý người. Đây là điều răn của người. Chúng ta phải tin vào danh đức Giêsu Kitô, con của người, và phải yêu thương nhau theo điều răn người đã ban cho chúng ta. Ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, đó là nhờ thần khí người đã ban cho chúng ta. Đó là lời Chúa. Alleluia, alleluia. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật và cha thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với thầy mà không sinh hoa trái thì người chặt đi, còn cành nào sinh hoa trái thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong thầy như thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không có, không ở lại trong thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong thầy và thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong thầy thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong thầy và lời thầy ở lại trong anh em thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em xin nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của thầy. Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em, hôm nay Chúa Giêsu Ngài dùng một cái hình ảnh rất là quen thuộc đối với người Do Thái, đó là cây nho, và Ngài đã mượn cái hình ảnh cây nho đó để diễn tả mối tương quan giữa Chúa và chúng ta. Chúa là đấng cứu độ mà Thiên Chúa ban tặng cho con người chúng ta. Ngài như là cái cây nho đích thực mà Chúa Cha đã trồng ở trong thế giới này. Như Chúa Giêsu Ngài nói với ông Nicodemo rằng: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, không phải là để lên án thế gian, nhưng mà để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Và
cái cây nho mà chính Chúa Cha trồng ở trong trần thế này, Chúa Cha cũng muốn cái cây nho của mang tên Giê-xu sinh nhiều hoa trái. Và cái hoa trái đó chính là cái đời sống đức tin của mỗi người chúng ta ngày hôm nay, khi mà Ngài xuống thế làm người, Ngài trở nên con người như chúng ta, rồi Ngài đi rao giảng tin mừng, Ngài chịu chết và sống lại, rồi Ngài sai các tông đồ ra đi rao giảng tin mừng, và Ngài muốn các tông đồ đi đến tận cùng thế giới để mà loan báo tin mừng, tình yêu và ơn cứu độ cho tất cả mọi người. Và hôm nay chúng ta được đón nhận cái niềm tin từ nơi Chúa Giê-xu qua các tông đồ, mà ta gọi là cái niềm tin của chúng ta là niềm tin tông truyền. Và rồi mỗi người chúng ta được Chúa Giê-xu ví von như là cành nho gắn liền với thân, và cái cành nho này cần được cắt tỉa, và cái cành nho này cần sinh nhiều hoa trái cho Chúa. Gắn liền với thân nho để thân nho chuyển giao cái nhựa sống cho cành nho. Cái nhựa sống ở đây chính là cái ân sủng của Chúa, mà Chúa Giê-xu nói không có thầy thì anh em không làm được gì. Đó là cái ân sủng, đó là tình yêu, đó là lời Chúa, đó là các bí tích, nhất là bí tích thánh thể. Chúa Nhật chúng ta đến nhà thờ tham dự thánh lễ để qua lời Chúa, qua bí tích thánh thể, Chúa chuyển giao cái nhựa sống cho mỗi người chúng ta. Người ta sống không nguyên bởi cơm bánh, nhưng mà còn nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Và bí tích thánh thể chính là lương thực mà chính Chúa Giê-xu Ngài ban tặng cho chúng ta. Ai ăn bánh này, ai uống máu này thì sẽ được sống đời đời. Đó chính là cái sự sống mà Chúa muốn chuyển giao cho mỗi người chúng ta. Rồi cành nho được cắt tỉa, những cái lá sâu lá úa, đó chính là cắt tỉa những cái tính hư tật xấu nơi mỗi người chúng ta. Chúng ta nhìn vào đời sống chúng ta, mình còn thấy nhiều cái đam mê tội lỗi, nhiều cái tính hư tật xấu. Và Chúa yêu thương chúng ta, Chúa đã ban cho chúng ta bí tích hòa giải để thanh tẩy, để tha thứ, để cắt tỉa cho chúng ta những tội lỗi, để nhờ đó mỗi ngày chúng ta được nên hoàn thiện hơn. Và thứ ba là điều quan trọng, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta cần xin nhiều hoa trái tốt lành cho Chúa. Mà nơi bài đọc hai ngày hôm nay, Thánh Gioan Tông Đồ Ngài có nói chúng ta hãy yêu thương nhau, không phải là yêu thương ở trên đầu môi chót lưỡi, nhưng mà yêu thương một cách chân thành, yêu thương bằng việc làm của mỗi người chúng ta trong đời sống. Và cái tình yêu đó nó không đến từ nơi chúng ta, mà cái tình yêu đó nó đến từ Thiên Chúa như là nhựa sống trên nên nơi chúng ta, và qua chúng ta như một cái cánh tay nối dài để chúng ta biết lan tỏa tình thương Chúa đến cho mọi người. Như Chúa Giê-xu Ngài đã mời gọi chúng ta, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Kính thưa anh chị em, Chúa Giê-xu là cây nho và chúng ta là cành nho. Chúng ta liên hệ đến một cái câu ngạn ngữ, một cái câu ca dao của người Việt Nam khi nói về chúng ta là những con người, mình có cái nguồn gốc. Cây có cội, nước có nguồn, chim có tổ, người có tông. Chúng ta có Thiên Chúa là nguồn cội của chúng ta, và Thiên Chúa ban cho chúng ta có ông bà, có tổ tiên, ông bà cha mẹ là nguồn cội của chúng ta. Cho nên cùng với gia đình hôm nay nghi thức phát tang để chịu tang, để cầu nguyện cho ông Thomas được Chúa gọi về. Và hiện tại bây giờ ông đang ở bên Đức, vì Covid cho nên gia đình không thể qua đó chịu tang. Nhưng mà trong sự hiệp thông, trong niềm tin, chúng ta cùng với tang quyến để cầu nguyện cho ông Thomas. Thì hôm nay lời Chúa cho chúng ta biết mình có một cái nguồn gốc, đó chính là Thiên Chúa. Và đồng thời chúng ta có một cái nguồn gốc nữa mà Thiên Chúa ban cho chúng ta là tổ tiên, ông bà, cha mẹ của chúng ta. Để rồi Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta ngày hôm nay mình cần gắn liền với Chúa, tức là mình luôn biết lắng nghe lời Chúa, sống theo những cái điều răn của Chúa. Và chúng ta cũng biết lắng nghe những điều mà cha mẹ dạy cho chúng ta, sống thảo hiếu đối với Thiên Chúa cũng như sống thảo hiếu với cha mẹ. Để rồi một cái đời sống khi chúng ta biết sống thảo hiếu, biết sống gắn liền đối với Thiên Chúa cũng như đối với ông bà, tổ tiên, cha mẹ của chúng ta, nhờ đó mỗi ngày đời sống của chúng ta được nên phong phú, được nên hoàn thiện hơn, và sinh nhiều hoa trái mà chính tổ tiên, ông bà, cha mẹ của chúng ta luôn muốn điều đó, và trên hết chính Thiên Chúa cũng muốn điều đó.
nơi tất cả chúng ta. Amen. Xin mời cộng đoàn đứng chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời. Tin Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi bà Maria, đồng trinh, chịu nạn thời quan phong Siêu Pilato, chịu đóng đinh vào thánh giá, trên bà tang sang, xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bơi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, phép tăng vô cùng. Ngày sau bơi trời lại xuống ban sen kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, càng thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người mai sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu đã nói: nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Tin tưởng vào lời hứa của Người, chúng ta cùng dâng lời cầu xin. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban cho mọi thành phần dân Chúa sức mạnh để có thể sống bác ái yêu thương như Đức Giêsu mời gọi. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Ghen nhé, hận thù là phẩm tục đời sống nhân loại. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu luôn cố gắng sống tinh thần tám mối phúc thuật để trở thành chứng nhân cho Thiên Chúa là tình yêu. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Ngày nay có biết bao người đang âm thầm hy sinh cả cuộc đời trong các công việc hoặc dấn thân phục vụ người bất hạnh ở những nơi hẻo lánh xa xôi, kể cả những nơi gần thiên nước đồng. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban thêm nghị lực và can đảm cho những người nhiệt thành ấy. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Gắn bó mật thiết với Đức Giêsu là thái độ căn bản của người Kitô hữu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết liên kết với Đức Giêsu bằng lời Chúa, bằng các bí tích người thiết lập để nhờ đó mà được sống dồi dào. Chúa nhậm lời. Lạy Chúa, xin lắng nghe lời chúng con khẩn nguyện và ban cho chúng con sức mạnh để thực hiện những gì Chúa đã dạy. Chúng con biết sống hiếu thảo và yêu thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
chúa tại các khẩu cho con ban này hoa màu đưa đề và công lao của con người xin nhờ trọn nhân ban xin ở chúc tổng thiên chủ đời. Chúa là Chúa tại cao không, Chúa là sáng ban từ kỳ nhà và công lao của con người sinh ra trả nên cố thì là chúc tụng thiên chúa. Cảm tạ, Alleluia, Alleluia. Ôi mừng ngày Chúa phục sinh, con xin dâng lên bánh rượu tinh tuyền. Alleluia, Alleluia. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Để cả tùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con tin Chúa sẽ thực hiện trong thánh lễ này một cuộc trao đổi kỳ diệu là làm cho bánh và rượu chúng con dâng tiến trở nên mừng và máu thánh Đức Kitô để chúng con được thông phần thiên tính của Chúa. Xin cho chúng con biết ăn ở thế nào cho phù hợp với chân lý chúng con tin nhận, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hỡi ta ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thánh này, chúng con càng hẳn nhiên tung hô Chúa. Khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính người là chiên thật đã xóa bỏ tội trần gian, người đã chết để hủy diệt sự chết nơi chúng con và sống lại để phục hồi sự sống cho chúng con. Vì thế bởi niềm hân hoan chứa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng, cùng bày các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa, hoan hô Chúa, trên các tầng trời. Chúng tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa, hoan hô Chúa, trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thân là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu cố hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn,
trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Và sự phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con, xin cứu độ chúng con. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse, Đức Giám Mục Phụ Tá Louis và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là Tôma, mà hôm nay Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em của chúng con, các linh hồn Francisco, Xavier, Maria, Damien, Giuse, dỗ linh hồn Giuse, và những ý nguyện chúng con dâng cho Chúa trong thánh lễ này. Xin nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn muôn đời. Amen, amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo lời người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: nguyện danh Cha cả sao, Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chư cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đáng ghi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc.
và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến tri muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Thank you.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin phụ trợ chúng con là đoàn dân của Chúa. Chúa đã lấy bánh bởi trời mà nuôi dưỡng chúng con. Xin cùng giúp chúng con từ bỏ nếp sống cũ và hân hoan bước vào đời sống mới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin mời anh chị em ngồi một chút xíu. Trước tiên là xin được thông báo, sau thánh lễ xin mời anh chị em nhận bản tin hàng tuần số 18 của giáo xứ, có hai bài giảng của Đức Giáo Hoàng với tựa đề là Chúa Giêsu một tự nhân lành yêu thương tất cả mọi người, và Ngài mời gọi chúng ta suy gẫm là cách gặp gỡ Chúa Giêsu, cũng là cách hôm nay lời Chúa nói chúng ta gắn liền với Chúa là thân nho. Mời anh chị em ta đọc qua. Hôm nay Chúa Nhật đầu tháng chúng ta có lắc giỏ cho Quỹ Xây dựng và Phát triển Giáo xứ. Xin anh chị em thương đóng góp, xin cảm ơn anh chị em. Ngày mai thứ hai 3 tháng 5, anh chị em Lezo Marie trong giáo xứ sẽ có chuyến hành hương Đức Mẹ Bãi Dao Vũng Tàu. Ta hiệp thông cầu nguyện cho quý anh chị em Lezo có chuyến đi hành hương bình an và tốt đẹp. Trong tuần này, ngày thứ năm, thứ sáu là những ngày đầu tháng. Ngày thứ năm cho các bà mẹ công giáo, ngày thứ sáu gia đình Phật tử Thánh Tâm Chúa Giêsu. Buổi sáng ngày thứ sáu có trao mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân, và buổi chiều có cầu nguyện và thánh lễ kính lòng Chúa thương xót. Đồng thời với thánh lễ chiều tại giáo xứ thì tại giáo xứ Hòa Hưng có thánh lễ tạ ơn mừng bổn mạng liên huynh thánh hiển của quý anh chị em huynh đoàn Đa Minh giáo hạt Phú Thọ, thì trong đó giáo xứ Tân Trang là thành phần. Ta hiệp thông tạ ơn cầu bình an cho quý anh chị em huynh đoàn Đa Minh. Rồi ngày hôm qua thì giáo xứ chúng ta dâng hoa kính Đức Mẹ, bắt đầu tháng 5 tháng hoa tháng kính Đức Mẹ. Rồi chúng ta có một ngày nữa là ngày thứ bảy cuối tháng thì có các giới, ngoài các em thiếu nhi thì có quý ông quý bà, là những ông bà cha mẹ cũng như giới trẻ như là một trong gia đình để dâng những đóa hoa lên cho Chúa và cho mẹ. Và dĩ nhiên không dừng lại những cái đóa hoa tươi thắm, nhưng mà quan trọng nhất là cái đóa hoa tâm hồn của tất cả chúng ta, hoa của yêu thương, hoa của hy sinh, hoa của hiệp nhất, hoa của hiếu thảo, hoa của vâng lời. Đó là những cái đóa hoa mà chúng ta cần phải có, cần phải xin nhiều cái hoa trái đó trong đời sống của mình, như Chúa Giêsu mời gọi tất cả chúng ta hôm nay. Và Chúa Nhật tuần sau là tuần thứ hai của tháng 5, ngày của mẹ, Mother's Day, cũng lại một lần nữa nhắc nhở chúng ta luôn biết sống thảo hiếu, vâng lời trong gia đình đối với tổ tiên ông bà cha mẹ của chúng ta. Và một lần nữa xin cùng với quý vị, quý ban thường vụ, quý hội đồng mục vụ giáo xứ, các hội đoàn cũng như tất cả quý ông bà anh chị em, xin có lời chia buồn với tang quyến, với chị Nam là trưởng giáo khu 3. Tất cả những gì chúng ta có được hôm nay là nhờ công sinh thành dưỡng dục hy sinh, giống như Chúa trao cho chúng ta cái nhựa sống của Chúa, đó là tình yêu, sự sống của Chúa. Ta có tổ tiên ông bà cha mẹ, ta có được những gì hôm nay cũng là những cái hy sinh của ông bà cha mẹ, từ tổ tiên, từ ông bà, từ cha mẹ của chúng ta đến cho chúng ta. Cho nên chúng ta được thừa hưởng tất cả những cái điều tốt lành từ nơi các ngài. Và giống như Chúa muốn chúng ta xin nhiều hoa trái, thì chắc chắn tổ tiên ông bà cha mẹ chúng ta cũng muốn chúng ta xin nhiều hoa trái trong đời sống của mình. Giống như ông bà cha mẹ đã yêu thương, đã hy sinh cho chúng ta, thì chúng ta cũng biết yêu thương, biết hy sinh, bắt đầu từ trong gia đình và mình lan tỏa ra đến cho mọi người. Một lần nữa xin được chia buồn và xin tiếp tục hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Thomas sớm được hưởng nhan thánh của Chúa. Xin cảm ơn ông bà anh chị em. Con xin được mời cha Thánh Sứ, cộng đoàn giáo xứ Tân Trang và gia đình Tăng Quyến An Tạ. Xin mời chị Nam là trưởng giáo khu 3, là con gái của ông Thomas, có đôi lời phát biểu tri ân cha Thánh Sứ và cộng đoàn. Xin mời chị Nam. Trọng kính cha Giuse, giáo xứ Tân Trang, chánh xứ giáo xứ Tân Trang. Kính thưa các sơ dòng Mến Thánh Giá Tân Lập, dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa, ban thường vụ, các giáo khu 1, 2, 3 và các đoàn thể, hội Lê Dô, các bà mẹ công giáo, các ca đoàn, cộng đoàn dân Chúa và các hiệp sĩ hội Mân Côi, giáo xứ Tân Trang và các bác, các cô dì, chú, anh em, các cháu nội ngoại,
Kính thưa cha, khi bố con được Chúa gọi về thì cha cũng chia buồn và dâng thánh lễ đưa chân ngay sáng hôm đó. Và buổi chiều thì có cha Vinh Sơn dòng Thánh Tâm cũng dâng một thánh lễ đưa chân cho bố con. Và hàng ngày cha cũng dâng lễ cầu nguyện cho bố con. Yêu ái còn đến nhà cùng cộng đoàn, các hội đoàn, Lê Dô, các bà mẹ công giáo, các giáo khu 1, 2, 3, 4, ca đoàn đọc kinh tối cho bố con. Hàng ngày cha cũng dâng lễ cầu nguyện và hôm nay cha còn yêu ái làm nghi thức phát tang và dâng thánh lễ cầu nguyện cho bố con. Thật không biết nói gì, cảm ơn cha. Cho xứng, con xỉ xin Chúa ban đổ tràn nhiều hồng ân cho cha, hồn an sắc mạnh, bình an khỏe mạnh. Và tiện đây con cũng xin cảm ơn các cha dòng Ngôi Lời, các cha dòng Đông Búc Cô, các cha dòng Si Tô, dòng Tu Hội Tận Hiến và một số cha khác đã dâng thánh lễ đưa chân cho bố con. Thật là niềm vinh hạnh cho bố con và gia đình. Con xin thay mặt gia đình cảm ơn các cha tại Việt Nam. Thưa các sơ, ban thường vụ, các khu, các hội đoàn cùng cộng đoàn Dân Chúa, tôi cũng xin Dân Chúa đã đến chia buồn, cầu nguyện, đọc kinh tối, đọc kinh ba tối cũng như trong giờ kinh nguyện hàng ngày để cầu nguyện cho bố tôi. Tôi cũng xin chân thành cảm tạ các sơ, quý vị. Xin Chúa trả công bội hậu cho quý vị cùng với thân bằng quyến thuộc nội ngoại rất quý mến và thương bố con đã đến xin lễ đưa chân thánh lễ đọc kinh cầu nguyện và hôm nay đã đến dâng thánh lễ để cầu nguyện cho bố chúng tôi. Gia đình cũng cảm ơn hai bên dòng họ nội ngoại. Một lần nữa thay mặt các anh chị em thành thật cảm ơn cha chánh xứ, quý cha, quý sơ, quý vị hội đồng mục vụ, dòng họ hai bên và quý cộng đoàn Dân Chúa Tân Trang. Và cũng cảm ơn ca đoàn đã dùng lời ca tiếng hát để cho phần sốt sắng của buổi lễ hôm nay. Xin Chúa trả công bội hậu cho cha, cho quý cha, quý sơ, quý vị trong lúc tang gia có điều gì thiếu thót. Xin quý vị niệm tình tha thứ, xin đồng cảm tạ. Xin mời anh chị em đứng chúng ta dành phép lành cuối thánh lễ. Chúa ở cùng anh chị em. Xin tin Chúa toàn năng là cha và con và thánh thần ban phúc lành trên anh chị em và ở lại luôn mãi. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Ba ngôi toàn năng, chúng con đang họp nhau cầu nguyện. Tha Thiên này xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. Lạy Chúa Cha dạy.